Vâng, xin chào mừng quý vị quay trở lại với kênh của Tranh Gỗ Bùi Gia. Và quý vị thân mến, trên hành trình đi tìm hiểu những cái tác phẩm về tranh gỗ thủ công. Và ngày hôm nay thì chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị một trong những cái tác phẩm mà theo cá nhân chúng tôi tìm hiểu, đánh giá rằng đây là một trong những cái nguồn tư liệu cực kỳ hữu ích. Và nó còn là một cái dòng sản phẩm có thể khẳng định được cái đẳng cấp và cái chất lượng của từng cái món sản phẩm cho từng người chơi. Và chắc hẳn là quý vị cũng đã biết trồng nhà đường tăng, đấy là một cách gọi rất là nôm na dễ hiểu. Và vợ chồng nhà đường tăng thì đã trở thành một cái câu chuyện râm ran kỷ nay rồi. Và câu chuyện về vợ chồng đường tăng thì đã có xuất hiện từ lâu, nhưng bên cạnh đó thì nổi tiếng nhất là hai vợ chồng nhà đường tăng này đã thành lập và sáng lập ra cái bảo tàng gỗ Tử Đàn. Thế thì ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị cái bảo tàng gỗ tư nhân lớn nhất trên thế giới về dòng gỗ Tử Đàn. Trên màn hình là quý vị đang nhìn thấy cái cổng chào của cái khu vực bảo tàng gỗ tư nhân. Chương trình thì tôi xin giới thiệu qua một chút về bà Trần Lệ Hoa và ông Chỉ Trọng Thụy. Như quý vị cũng đã biết thì ông Chỉ Trọng Thụy chính là diễn viên chính trong bộ phim Tây Du Ký, mà thực tế thì trong bộ phim Tây Du Ký đã qua rất là nhiều những cái người đóng vai chính. Trong đấy có thể kể đó là Uông Việt, Từ Thiếu Hoa, nhưng mà hai vị đó thì cho đến bây giờ kể cả cuộc sống và sự nghiệp cũng không thể bằng so với Chỉ Trọng Thụy. Thế thì Chỉ Trọng Thụy là sau khi đóng vai Đường Tăng trong phim Tây Du Ký thì đã gặp bà Trần Lệ Hoa ở ngoài đời, và sau đó thì cả hai người đã kết hôn cho đến bây giờ là đã được hơn 30 năm. Và sự nghiệp chung của hai người thì có rất nhiều những cái dấu ấn, bởi vì bà Trần Lệ Hoa thì kinh doanh ở rất nhiều mảng, từ bất động sản cho đến kinh doanh đa ngành. Thì đây là cái hình ảnh bà Trần Lệ Hoa ngày trẻ đây quý vị nhé. Bà Trần Lệ Hoa ngày trẻ cũng rất đẹp đúng không ạ? Và nguồn gốc xuất xứ của bà Trần Lệ Hoa thì cũng thuộc dòng danh gia vọng tộc, bởi vì bà Trần Lệ Hoa thì mang trong mình dòng máu của Đại Đế quốc Mãn Thanh ngày xưa ấy. Thời kỳ những năm 1900 đổ về trước thì đó là thời kỳ mà nhà Thanh đang thống trị Trung Quốc. Thế thì ông bà gặp nhau và cưới nhau từ những năm 1900, rồi sau đó là cùng nhau kinh doanh. Trên ảnh là những cái bức tranh ngày trẻ của hai ông bà. Màn hình đây là những cái vị trong bộ phim Tây Du Ký đúng không ạ? Lục Tiểu Linh Đồng, rồi người đóng Sa Tăng, rồi người đóng Chư Bát Giới cùng với hai vợ chồng nhà Trần Lệ Hoa. Câu chuyện kể rằng là ngày xưa khi mà thời kỳ gia đình nhà bà bắt đầu đi vào suy sụp thì những cái món đồ tinh xảo ở trong cung cấm bị đem ra đốt và phá cái thời kỳ mà cách mạng văn hóa ấy, thì bà đã cảm thấy rất là đau lòng. Và bà đã tự nhủ rằng khi mà mình có điều kiện thì nhất định mình sẽ thu gom lại những cái sản phẩm này để khôi phục lại cái dòng văn hóa mà một thời kỳ rực rỡ của triều đình đã gây dựng lên, của nhà Thanh đã gây dựng lên. Vậy nên là bà đã dành rất nhiều thời gian tâm huyết để sưu tầm lại những cái tác phẩm để đặt vào trong bảo tàng của mình. Đây là một trong những cái tác phẩm rất là nổi tiếng này. Và bà còn hướng dẫn những người làm thợ ở trong đây, trong cái bảo tàng của mình. Và trong bảo tàng của bà thì sưu tầm rất nhiều những cái sản phẩm, từ tranh gỗ cho đến mô hình mô phỏng lên những cái tác phẩm ở bên trong Tử Cấm Thành. Thì lát nữa tôi sẽ chia sẻ cụ thể từng cái sản phẩm. Và bà Trần Lệ Hoa còn đang vẽ những cái mẫu để cho những người thợ sáng tác theo. Cho nên là bà Trần Lệ Hoa này cũng là một trong những người rất là tài giỏi, đúng không? Và quay trở lại đó là trong bảo tàng gỗ Tử Đàn này thì có những cái gì. Trong bảo tàng gỗ Tử Đàn của hai vợ chồng nhà Trần Lệ Hoa và chị Trọng Thụy thì có rất nhiều những cái sản phẩm. Ví dụ như là trên màn hình quý vị đang nhìn thấy đó là cái sản phẩm, đó là tủ. Cái tủ này là tủ trưng bày hoặc là tủ đựng quần áo. Nhưng điều đáng nói ở đây đó là các cái chi tiết đục ở trên một cái sản phẩm tủ như này thì gần như là khó để có thể tìm thấy ở bên ngoài đời thực. Ngày trước chúng ta chỉ nhìn thấy ở trên phim thôi đúng không ạ? Bởi vì thứ nhất là các cái đường nét nó rất là tinh tế, rất là tinh xảo. Và cái thứ hai, biểu tượng của con rồng này thì thực tế là trong nhà dân hay nhà quan thì cũng không có ai dám tạc cái hình con rồng này trên cái tủ cả. Và đây phải là cái đồ nội thất của cung đình thì mới có thể được sử dụng cái dòng sản phẩm này. Và những cái bàn ghế, ví dụ như đây là cái ghế ba thành chẳng hạn,
cũng đục chạm rất là tinh xảo, tỉ mỉ với cái chủ đề đó là hoa sen. Đây là một trong những cái sản phẩm được trưng bày ở trong bảo tàng gỗ của hai vợ chồng nhà ông bà. Và đây là một cái án cũng được đục các cái hoa văn chi tiết, ví dụ như là mây cuốn hoặc là rồng, được đục chạm rất nhiều. Bởi vì thực tế đó là làm ở trong cung cấm, làm ở trong cung thành thì kinh thành thì bắt buộc phải đục những cái hoa văn liên quan đến rồng, bởi vì đây là đồ dùng cho hoàng gia và trực tiếp đó là hoàng thượng được dùng đúng không? Và trên màn hình là quý vị nhìn thấy cái dòng gỗ tử đàn có rất nhiều những loại gỗ tử đàn khác nhau và có những màu sắc khác nhau, ví dụ như có những loại màu đen, có những loại màu tím, có những loại mà màu đỏ. Thì trên hình quý vị đang nhìn thấy một cái sản phẩm được làm từ gỗ tử đàn và màu sắc nó rất là đỏ đúng không? Và trên đây là đục chạm với hình con rồng. Quý vị nhìn thấy đó là, nếu như đã xem cái clip mà hai hôm vừa rồi tôi phân tích ấy, thì quý vị sẽ thấy đấy là cái đường nét đục ở đây là thôi, không phải là đục kênh bong giống như là những cái tác phẩm tranh gỗ bây giờ chúng tôi đang làm. Bởi vì sao? Bởi vì cái gỗ tử đàn là một trong những loại gỗ rất là quý hiếm, và đặc biệt là cái gỗ tử đàn này lại không có cái mặt gỗ to. Bởi vì là gỗ tử đàn thì phải mất đến hàng trăm năm nó mới ra được những cái thân cây khoảng độ tầm gần một người ôm. Và trung bình thì khoảng 100 năm nó mới nhích lên được khoảng độ tầm 10 cm. Chính vì như vậy cho nên là những cái tác phẩm tranh cỡ lớn như này chẳng hạn thì bắt buộc người ta phải ghép các cái mặt gỗ vào với nhau. Và khi cái gỗ quý và hiếm như vậy để ghép vào mặt gỗ như này thì phương pháp đục người ta lựa chọn là phương pháp đục hớt. Như này là hoàn toàn hợp lý, nó sẽ không bị lãng phí gỗ. Và cái thứ hai nữa đó là khi mà ngồi dựa vào nó không bị gãy, đúng không ạ? Những cái tranh ở trên cái bình phong cũng được các cái thợ thủ công ở bên đây làm rất là tinh xảo. Mặc dù cái độ dày của gỗ nó không quá dày, nhưng người ta chia ra được rất nhiều các cái tầng lớp khác nhau. Và đây chính là một trong những cái kỹ thuật đục tương đối là khó. Bởi vì đây là những cái người thợ của kinh thành, người ta phải có rất nhiều kinh nghiệm và được tuyển rất là đặc biệt khắt khe thì người ta mới có thể chế tác lên những cái tác phẩm như này. Đây là bên trong bày biện khu vực bên trong, và thậm chí bây giờ người ta ví von là nơi đây là nơi cất trữ và sưu tầm những cái dòng sản phẩm liên quan đến gỗ tử đàn lớn nhất thế giới. Và gỗ tử đàn thì còn được ví đó là gỗ đắt hơn cả vàng. Vàng bây giờ còn dễ mua, nhưng mà gỗ tử đàn như này đã chế tác lên thành những cái tác phẩm có niên đại hàng trăm năm, vài trăm năm như này thì thực sự là không hề dễ kiếm tí nào. Và cái nơi trưng bày này, cái bảo tàng của vợ chồng nhà Đường Tăng này thì còn được xếp hạng đó là 4A. 4A ở bên Trung Quốc thì được coi là một trong những nơi du lịch có rất nhiều những hạng đánh giá. Ví dụ như địa điểm rất là nổi tiếng ở bên Trung Quốc đó là cái khu vực Phủ Hòa Thân. Phủ Hòa Thân thì được đánh giá là 5A, thế còn bảo tàng gỗ tử đàn này thì được đánh giá là 4A. Đó là những cái nơi mà cực kỳ nổi tiếng và được rất nhiều người đã biết. Đặc biệt là trong đây thì có những cái dòng sản phẩm, những cái mô hình được thiết kế. Ví dụ đây chính là cái mô hình của Tử Cấm Thành này, người có thể bước lên trên đây để đi lại ở trên đây được. Đây là ở bên trong một cái mô hình rất là lớn, tổng thể 25.000 m² của cái bảo tàng này thì những cái chỗ này nó rất là nhỏ, 25.000 m² nó rất là lớn. Ở đây là những cái tòa nhà ở bên trong Tử Cấm Thành. Như quý vị cũng đã biết thì Tử Cấm Thành được xây dựng lên tới 9.999 căn phòng khác nhau ở trong đây, và bà Trần Lệ Hoa thì đã xây dựng lên những cái mô hình với tỷ lệ 1:10 như này thì phải nói là rất là kỳ công đúng không? Và đây là một cái ngai vàng để vua Thiết Triều. Nếu như quý vị nào mà đã đi kinh thành Huế thì cũng đã nhìn thấy cái nơi Thiết Triều của nhà Nguyễn nhà mình. Tuy nhiên thì cái ngai Thiết Triều của nhà Nguyễn thì không được hoành tráng và không được to giống như là như này. Đây là người ta đã làm bằng gỗ tử đàn và sau đó người ta sát vàng. Thế còn quý vị mà đi vào kinh thành Huế và đã nhìn ấy thì sẽ thấy là kinh thành Huế thì ở đây là chỉ có một cái ngai ngồi, cái ghế ngồi của vua, và làm theo phong cách là cái ghế Minh của nhà Quốc thôi. Thế còn ở đây thì người ta làm nó trang hoàng và nó lộng lẫy hơn. Đây trên hình ảnh là quý vị nhìn thấy đó là ông Chỉ Trọng Thụy đúng không ạ? Bây giờ thì ông đang phụ trách về điều hành
cái công việc của cái bảo tàng này. Ngoài ra thì hai vợ chồng còn kinh doanh ở rất nhiều mảng và có bất động sản ở khắp nơi trên thế giới, Anh, Pháp, Đức, Mỹ, ở rất nhiều nơi. Và những cái sản phẩm như này thì rất là tinh xảo. Đây là những cái sản phẩm đây quý vị, nếu như mà zoom nó lên để nhìn các cái chi tiết hoặc là các cái bố cục để trưng bày. Đây cũng là một cách để mình học được rất là nhiều cái cách trưng bày ở trong một cái căn phòng. Một cái bộ bàn ghế đặt ở giữa và hai tủ hai bên, nó sẽ tạo ra cái sự cân xứng. Ở đằng sau mình có thể trưng bày một cái bức tranh, nó vừa thoáng mà lại vừa rất là dễ nhìn. Hay là những cái bình phong như này cũng rất là đẹp, mình có thể lựa chọn theo từng các cái tích. Và bên cạnh đó thì có những cái mô hình mô phỏng mà tôi sẽ đi sâu phân tích thêm một chút để quý vị dễ hình dung. Đây là những cái bức tranh về những cái vị vua đời nhà Thanh, bởi vì rất là dễ hiểu là bà Trần Lệ Hoa này thì cũng là một trong những người mà con của triều đại nhà Mãn Thanh, cho nên bà treo tranh ở đây là hoàn toàn chính xác rồi. Những cái giường hay là cái ghế ba cạnh này rất là đẹp đúng không? Đục theo cái tích đó là trúc mai, bên dưới chân làm trúc và bên trên cũng làm các cái đốt trúc và ở trên là làm mai điểu. Thì cái này nó là một cái rất là dễ hiểu, bởi vì trúc với mai đi với nhau thì nó tạo thành một cái cặp, được tương truyền đó là một cái cặp hạnh phúc. Chính vì vậy cho nên là cái giường này mà bày đặt ở trong gia đình ấy thì nó sẽ rất phù hợp với một cái ý nghĩa, đó là mang lại hạnh phúc trong gia đình. Và trên màn hình của quý vị thì đây là một cái mô hình mà bên trong bảo tàng của bà Trần Lệ Hoa này đang trưng bày, thiên đàng hay là còn gọi là tháp thiên đàn. Bởi vì sao lại có cái tên là tháp thiên đàn này? Và bên trong Tử Cấm Thành ấy thì có bốn cái đàn như này, được gọi là thiên đàn, địa đàn, nhật đàn và nguyệt đàn. Bởi vì sao lại như thế? Bởi vì nó có bốn cái thì để chia ra, đó là trời, đất, mặt trăng và mặt trời. Và ngày xưa thì các vua của Trung Quốc sẽ đến cái thiên đàn này để tế trời vào những dịp ví dụ như là mùa xuân hoặc là cuối năm, thì sẽ lên trên đây để tế ông trời. Thế thì trong cái khuôn viên của bảo tàng gỗ tử đàn của vợ chồng nhà Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa thì ông bà cũng dựng lên cái thiên đàn này với một cái tỷ lệ là 1:10. Và quý vị nhìn thấy nó cực kỳ tinh xảo, nó hoàn hảo đến từng cái chi tiết ở trên đây. Và đây là cái ảnh thực tế bên trong cái thiên đàn hiện tại bây giờ ở bên Trung Quốc đây quý vị này. Nó rất rộng, ở bên trong đây nó rất rộng. Và mô phỏng cái tỷ lệ cũng rất là chính xác. Những cái cột trụ ở bên ngoài. Và đây là một cái thiên thu đình, và đây là cái hình thức bố cục ở trong một cái gian phòng đúng không? Hai cái tủ hai bên và có hàng ghế để tiếp khách. Gia chủ sẽ ngồi ở hai bên cái ghế, ghế này gọi là ghế minh. Và đằng sau mình có thể trưng bày một cái dòng sản phẩm gì đó, tranh hoặc là một cái câu đối ở đây, hay là một cái lời huấn thụy của gia đình để lại, nó cũng tương đối là phù hợp. Thì chúng ta có thể tham khảo để có thể là có một cái ý tưởng gì đó sắp xếp cho mình một cái thư phòng. Và ngoài ra thì bên trong đây thì có những cái sản phẩm mà tôi cũng rất là tâm đắc, ví dụ như là bên trong đây có trưng bày những sản phẩm về tranh gỗ đó. Mình cũng làm về tranh gỗ và họ cũng làm về tranh gỗ, thì mình xem là tranh gỗ của họ làm như thế nào đúng không? Và trên đây là người ta mô phỏng một cái tác phẩm gọi là tác phẩm Tùng Hạc này, mô phỏng tranh Tùng Hạc rất là đẹp đúng không? Đây, tranh Tùng Hạc họ đục là như này. Quý vị thưởng thức xem có khác với lại tranh Tùng Hạc ở bên mình không. Ngoài ra thì có những cái tác phẩm bình phong nói về những cái phong cảnh của Trung Quốc cũng rất là đẹp. Đó, cũng là một ý tưởng rất là hay. Và đặc biệt là những cái sản phẩm này đều được làm bằng gỗ tử đàn. Và những cái tác phẩm này như này thì cái giá trị nó hoàn hảo và nó sẽ cực kỳ lớn. Bởi vì gỗ tử đàn như ban đầu chúng tôi phân tích là nó không có những cái mặt gỗ lớn, và người ta bắt buộc phải ghép vào. Và với cái kỹ thuật ghép hoàn hảo, không để lộ những cái đường chỉ như này, thì phải nói là kỹ thuật của họ đạt được đến mức rất là cao. Đây cũng là một cái bức tranh đục kênh bong nữa. Quý vị nhìn thấy là một cái bức tranh phong cảnh này. Có một cái cây cầu bắc qua và có rất nhiều những cái thiếu nữ đứng ở đây để vui chơi. Rồi bên đây là có một cái lầu,
một cái lầu để những người đến chơi có thể là uống trà rồi đánh đàn rồi đánh cờ ở bên đây. Đó, và có những cái đường đi người ta đục ở rích rắc và kênh bong khá là đẹp, rất hoàn hảo, có rất nhiều những cái bình phong quý vị ạ. Đây là cái bình phong, người ta làm nhiều những cái bình phong như này. Đây cái bức tranh vừa nãy tôi nói, đó là có một cây cầu bắc qua một cái dòng sông, có một cây tùng nó treo ra bên ngoài như này. Đi sang bên đây là một cái gờ đá và có rất nhiều những cái đường rích rắc để đi sang đến một cái đài, một cái lầu ở bên đây để ngồi uống nước, uống trà. Nó tạo nên một cái khung cảnh rất là thú vị. Và đặc biệt là trên tranh của Trung Quốc thì người ta lại có rất nhiều những cái phần gọi là thi họa hòa lẫn vào với nhau. Thì trên đây là một cái bài thơ của ai đó người ta chép vào, hoặc là một cái điển tích gì đấy người ta chép vào đây. Đó là một trong những cái đặc thù rất là đặc biệt của tranh gỗ Trung Quốc. Và đây là một cái vọng gác. Nhìn như này nó rất là nhỏ, nhưng mà cái này nó nặng đến 6 tấn quý vị nhé. Thì để biết được là cái gỗ tử đàn nó là một trong những dòng gỗ rất là chắc, rất là nặng, và nó rất là đặc biệt. Bởi vì là cái số tuổi năm nó phát triển nó rất là chậm, cho nên là cái chất lượng gỗ của nó sẽ rất là tốt. Nó không giống như những cái dòng gỗ của Nam Phi. Các cái chi tiết người ta làm nên rất là tinh xảo. Những cái này là những cái chúng ta cùng xem để cùng học hỏi, và biết đâu một người nào đó, một quý vị nào đó mà có tâm huyết, có đủ cái tiềm lực, thì biết đâu chúng ta có thể dựng lên những cái mô hình, những cái thời kỳ rất là rực rỡ của Việt Nam thì sao, đúng không? Thời Trần, thời Lý, đó là những cái thời kỳ mà rực rỡ nhất của xã hội phong kiến Việt Nam ngày xưa. Thì chúng ta có thể dựng được lên thì sao, đó cũng là một cái câu hỏi được đặt ra, đúng không? Đây là những cái đầu đao người ta làm rất là tinh xảo, rất là kỹ lưỡng. Từng cái đầu viên ngói cũng được đục chạm rất là sắc nét. Với những cái dòng tiếng Anh ở đây, đây là những cái dòng gỗ tử đàn bằng cái kỹ thuật đục chạm rất là tinh xảo đấy quý vị. Và những cái tranh gỗ cũng như là những cái sản phẩm nó vô cùng đặc biệt và tinh tế như này, thì không có lý do gì chúng ta lại không tìm hiểu và học hỏi của Trung Quốc cả, đúng không? Và trên đây thì là một cái clip tôi giới thiệu với quý vị về thứ nhất là vợ chồng nhà Đường Tăng, và thứ hai là cái sản phẩm họ làm ra đạt được cái độ tinh xảo có thể nói là tốt nhất, hoàn hảo nhất. Và đó cũng là những cái bài học mà những người làm thợ giống như chúng tôi cần học hỏi, cần trau dồi, và chúng ta sẽ cùng hấp thu những cái kỹ thuật điêu luyện như vậy để làm sao có thể nâng cao kỹ thuật và áp dụng vào những cái sản phẩm tinh tế để Việt Nam chúng ta tiến tới cũng sẽ phải có những cái nơi có những cái bảo tàng tư nhân độc đáo và mang đậm cái bản sắc văn hóa của Việt Nam chúng ta. Và xin cảm ơn quý vị đã chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Tranh gỗ Bùi Gia, thưởng thức mỗi ngày, trường tồn giá trị.